toàn được thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi trên xe trong trường hợp va chạm hoặc dừng xe đột ngột, bằng cách giảm thiểu nguy cơ thương tích do đụng vào những vật cứng trên xe, hoặc va chạm với hành khách khác, hoặc do bị văng ra khỏi xe. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Hoa Kỳ, việc thắt dây an toàn giao thông giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong với tỷ lệ lên tới 50% cho những người ngồi hàng ghế trước và lên tới 75% cho những người ngồi ở hàng ghế sau. Do đó, thật dễ hiểu khi nhiều nước đã đưa ra quy định bắt buộc về việc thắt dây an toàn cùng với mức phạt nghiêm khắc dành cho người vi phạm. Trong khi đó, ở Việt Nam, có không ít người không quan tâm đúng mức đến việc thắt dây an toàn, mà lý do phổ biến là các dây đai an toàn không tiện, làm vướng víu, cản trở các thao tác khi lái xe. Theo các tính toán kỹ thuật, khi bị đâm xe, người lái xe chỉ có thể giữ cho mình không bị chấn thương trong điều kiện xe đang chạy với tốc độ rùa bò là 5 km/h. Người lái xe có cân nặng 70 kg khi bị đâm chính diện sẽ phải chịu một lực đập mạnh lên người khoảng 3 tấn. Còn nếu tốc độ lái xe tới 80 km/h thì lực quán tính đó sẽ đạt tròn 9 tấn. Đó là bản án tử hình mà người lái xe tự ký cho bản thân và những người đồng hành nếu người lái xe và hành khách không thắt dây an toàn. Theo thống kê của một số nước tiên tiến trên thế giới, kể từ khi thắt dây an toàn trở thành bắt buộc thì số thương vong nặng và tử vong trong các vụ tai nạn giảm xuống 3 lần. Còn trong các vụ tai nạn bị lực đổ xe thì tỷ lệ đó sẽ là 91/100.